Kênh Nông Thôn Làm Giàu xin kính chào bà con. Chăn nuôi chồn mốc đã và đang được phát triển mạnh trong những năm gần đây. Với những lợi thế nó mang lại thì có thể nói đây là một loài vật nuôi đang dần thay thế hoàn toàn các loài vật nuôi thông thường. Để người nông dân nâng cao thu nhập và làm giàu nếu chăn nuôi với quy mô lớn, trên thực tế đã có rất nhiều trang trại trên cả nước thu lời hàng trăm triệu từ loài động vật này. Anh Bùi Văn Quý có địa chỉ tại xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Sau nhiều năm chăn nuôi thì quy mô trang trại của anh đã không ngừng mở rộng và hiện anh đang sở hữu một chuỗi trang trại chăn nuôi động vật hoang dã được trải dài từ Bắc vào Nam. Với mong muốn giúp đỡ những bà con đang loay hoay tìm hướng chăn nuôi mới thì trong video này anh Quý sẽ chia sẻ cho quý bà con cách chọn con giống và kỹ thuật chăm sóc chồn mốc sao cho hiệu quả nhất. Xin chào bà con, tôi tên là Quý, có địa chỉ tại xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Hôm nay tôi đang chăm sóc chồn con. Tôi giới thiệu cho bà con cách chăm sóc chồn con sao cho hiệu quả kinh tế cao nhất. Và điều quan trọng nhất là quá trình khi bà con chọn giống. Đầu tiên là cách chọn con giống chuẩn. Anh Quý cho biết khi bà con đi chọn con giống nên đến với những trang trại uy tín, phải có những con chồn bầu và ổ mẹ con đang sinh sản. Vì đây là mùa sinh sản chính của chồn mốc, khi bà con đến những trang trại nhỏ lẻ không uy tín, rất dễ bắt phải những con chồn loại hoặc chồn thương phẩm, những con đó sẽ rất khó để sinh sản được. Đối với những con chồn không vào mùa sinh sản chính, thường sẽ phát triển to béo hơn, có thể đạt từ 4 đến 5 kg. Còn khi chồn vào mùa sinh sản chính, đối với giai đoạn chồn hậu bị, từ 11 đến 12 tháng sẽ đạt trọng lượng từ 3 đến 4 kg. Những con chồn như vậy sẽ sinh sản rất tốt, đẻ sai và chăm con khéo. Tôi có những yếu tố sau đây để cho bà con chăn nuôi con chồn mốc này cho hiệu quả kinh tế cao nhất. Việc đầu tiên là vấn đề rất quan trọng khi bà con bắt tay vào nuôi con chồn mốc này là yếu tố chiếm 70% sự thành công của bà con là quá trình chọn giống. Bà con nên lưu ý quá trình chọn giống cần phải để ý đâu là những cái trại đạt uy tín, những trại có chất lượng con giống cao. Như bây giờ là chồn đang là mùa sinh sản, bà con đi vào tất cả các trang trại nếu như không có chồn bầu và chồn con, điều đó đồng nghĩa với lại đó không phải là trang trại sinh sản thực sự. Như trại tôi đây, tôi cũng không cho bà con xem hết tất cả những con chồn đang và đã sinh sản, nhưng tôi vẫn cho bà con tham quan một góc chuồng sinh sản bao gồm có con bầu, con chửa và những ổ mẹ con đã sinh, mới sinh. Khi bà con chọn giống đồng nghĩa với lại tháng tuổi của con chồn. Đối với những con chồn không vào vụ chính sinh sản thì những con chồn đó rất khó sinh sản và những con chồn đó thường hay là to béo, bà con không nên chọn làm giống. Đối với những con chồn có trọng lượng vừa phải, như con chồn đã đạt 11-12 tháng tuổi là giai đoạn chồn hậu bị, khi đó bà con phải cần để ý và cân nhắc những con chồn hậu bị đạt trọng lượng từ 3 cho đến 4 kg trên một con, đấy mới là những con chồn hậu bị. Còn những con chồn 5-6 tháng tuổi, nếu như những con chồn không sinh sản vào lứa chính, những con chồn này phát triển về thể lực rất tốt, nên những con chồn đó 5-6 tháng tuổi đã đạt trọng lượng từ 4 đến 5 kg rồi. Như trang trại tôi, vào thời điểm này, nếu như chồn mà sinh sản vào lứa phụ khó sinh sản cho bà con, tôi thường bán thương phẩm cho bà con. Nếu như bà con muốn quan tâm và muốn bắt những con chồn về để nuôi thương phẩm, tôi sẽ bán với giá theo giá thương phẩm cho bà con về chăm sóc để lấy kinh nghiệm chăn nuôi sau này khi bà con bắt tay vào nuôi sinh sản. Nếu như bà con chọn những con chồn về làm giống sinh sản thì bà con đặc biệt lưu ý đến thời điểm khi bà con vào giống và cũng như là tháng tuổi của con chồn. Khi bà con vào giống như thời điểm này
thì bà con sẽ vào giống những con chồn đã đạt 2 tháng tuổi, 3 tháng tuổi, hoặc những con chồn đẻ giờ này năm vừa rồi, hoặc là giờ này năm kia là những con chồn bố mẹ. Bà con nên nhớ những con chồn đã sinh sản rồi thì đồng nghĩa với đã nuôi con rồi. Thì những con chồn đã nuôi con rồi, những con chồn cái đó, khi con chồn con bú là nó bộ phận ti của con chồn rất là to dài, không đẹp như chồn tơ. Bà con đặc biệt lưu ý yếu tố này để tránh tình trạng mua phải những con chồn thương phẩm hoặc chồn loại, hoặc những con chồn không sinh sản được. Yếu tố tiếp theo là giai đoạn chồn lên giống. Về biểu hiện của chồn lên giống thì không con nào giống con nào, có con kêu gào, có con bỏ ăn, nhưng đa phần sẽ có biểu hiện bộ phận sinh dục nở to, ửng đỏ, có những giọt máu nhỏ và trịn trạn xuống sản chuồng. Lúc này bà con tiến hành ghép đôi giao phối cho chúng. Thời gian chồn cái mang bầu là 60 ngày, bà con tiến hành làm ổ cho chồn sinh sản. Giai đoạn chồn sinh sản, bà con bổ sung thêm đạm sữa, giúp chồn mẹ có thêm sữa cho chồn con bú. Sau khi chồn con được 2 tháng tuổi, bà con có thể tách con ra, tiến hành chăm sóc theo chế độ riêng và tiến hành tiêm phòng cho chồn con khi đạt 1,5 tháng và tiêm mũi nhắc lại khi đạt 4 tháng tuổi. Yếu tố tiếp theo là yếu tố khi bà con chăn nuôi con chồn này. Bà con đặc biệt chú ý đến quá trình khi chồn lên giống. Không có con chồn nào nó lên giống mà giống nhau cả. Biểu hiện của chồn lên giống có con kêu gào, có con bỏ ăn. Nhưng phần đa 90% bà con phải để ý kỹ là bộ phận sinh dục của con chồn cái sẽ nở to hơn và có những giọt máu nhỏ, đi lại thường xuyên và nó sẽ chịn bộ phận sinh dục xuống sàn chuồng hoặc vào bát ăn. Bà con cần lưu ý những yếu tố này. Khi bà con thấy biểu hiện lên giống của chồn, bà con tiến hành ghép chồn đực thì chồn mới sinh sản được. Chồn mang bầu 60 ngày đồng nghĩa với 2 tháng. Quá trình này bà con cần bổ sung thêm cho chồn như là trứng vịt lộn 1 tuần 2 bữa. Khi đạt 60 ngày, khi chồn sinh con, bà con cần tiến hành là cho chồn mẹ ăn thêm đạm sữa để kích thích cho chồn mẹ có nhiều sữa cho chồn con bú. Khi đến độ tuổi chồn sinh sản, bà con cần cho ổ vào chuồng để cho chồn sinh, tránh tình trạng khi chồn sinh lọt con xuống sàn chuồng gây thất thoát hao hụt con giống cho bà con. Yếu tố tiếp theo nữa là yếu tố khi bà con chăm sóc chồn con. Khi giai đoạn chồn con tập bò ra khỏi ổ, bà con cần tiến hành rải thêm một lớp gì đó xuống sàn chuồng để tránh tình trạng chồn con bị lọt chân, gây kẹp chân, làm chồn con bị thương chân. Điều này rất quan trọng để cho bà con không bị hao hụt. Khi chồn con đã đạt xung quanh 2 tháng, nếu như đàn chồn của bà con mà nhiều con thì bà con cần tiến hành là tách sớm hơn để cho con chồn mẹ còn có sức khỏe lên giống và bầu lứa tiếp theo. Quá trình khi tách chồn con, bà con cần lưu ý phải trộn men tiêu hóa đều đặn hàng ngày trong vòng 10 ngày đầu khi tách chồn con. Trước khi tách chồn con, bà con cần lưu ý tiêm phòng cho chồn khi chồn đã đạt 1 tháng rưỡi tuổi. Giai đoạn tiếp theo là giai đoạn khi 4 tháng tuổi, bà con cần tiến hành tiêm vaccine là mũi 2, vì giai đoạn này là chồn con thay lông, rất dễ mắc những bệnh tiêu chảy hay còn gọi là bệnh va vô. Tiếp theo là quá trình chăm sóc. Khi chồn mới từ trang trại về đến khu chăn nuôi của bà con, anh Quý cho biết khi mới về bà con không nên cho chúng ăn nhiều ngay mà nên để cho chúng ổn định trong chuồng. Đến ngày thứ 3 trở đi, khi chồn đã ổn định thì bà con cho ăn theo liều lượng bình thường. Sáng bà con cho ăn chuối, còn chiều bà con cho chúng ăn cháo cổ gà, cháo cổ vịt hoặc cháo cá.
Một lưu ý nữa, đó là bà con nên cho ăn lượng thức ăn phù hợp với cân nặng của chồn, tránh lãng phí thức ăn và sẽ giúp chồn phát triển tốt nhất. Còn về quá trình chăm sóc chồn hàng ngày, khi bà con mới bắt chồn ở các trại về để chăm sóc thì bà con nên lưu ý bước ban đầu khi bà con mang chồn giống về nhà cần phải cho uống nước điện giải khi thời tiết nắng nóng. Không nên cho ăn nhiều ngay vào bữa đầu hoặc bữa thứ hai. Bà con hạn chế cho ăn nhiều vì cho ăn nhiều sẽ gây nên là rối loạn tiêu hóa, gây thất thoát, hao hụt con giống cho bà con. Sau bữa thứ hai, thứ ba bà con chồn đã ổn định trong chuồng thì bà con mới tiến hành cho ăn. Liều lượng thức ăn của chồn thì theo trọng lượng cơ thể của con chồn. Ví dụ con chồn 1 kg, bà con cho ăn một lạng thức ăn. Với con chồn trọng lượng 5 kg thì bà con cho ăn là 5 lạng thức ăn. Bà con cần lưu ý thay đổi bữa cho chồn hàng ngày. Thức ăn của chồn là 70% là chuối. Hôm nay bà con có thể cho ăn chuối thì ngày mai bà con có thể tiến hành cho ăn cháo như là cháo trứng, cháo cổ gà hay hoặc là cháo cá. Đó là những thức ăn phù hợp với con chồn. Bà con không nên lạm dụng về nhiều nguồn thức ăn quá như cá hay cổ gà. Một con chồn thì bà con chỉ cho ăn là một nửa cái cổ gà nấu vào một lạng gạo nấu cháo cho chồn. Bà con không nên cho chồn ăn ví dụ nhiều cá và ít cháo quá. Hàm lượng đạm nó sẽ nhiều, sẽ gây cho chồn tiêu chảy, đi ỉa cho chồn. Cuối cùng là chuồng trại của chồn mốc. Bà con đảm bảo khô ráo, thoáng mát vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông. Về kích thước ô chuồng sẽ là dài 80cm, rộng 80cm và sâu 80cm. Sàn chuồng cách mặt đất khoảng 40cm. Để thuận tiện trong quá trình dọn dẹp vệ sinh chuồng trại, bà con có thể thiết kế hệ thống nước uống tự động giúp đảm bảo vệ sinh cho chồn, tránh ảnh hưởng đến đường tiêu hóa của chúng. Còn về chuồng nuôi, không cứ là chuồng nuôi chồn và tất cả các động vật thông thường khác cũng đòi hỏi là khô ráo thoáng mát, mát mẻ về mùa hè và ấm áp về mùa đông. Đó là về phần chuồng. Còn về phần chuồng nuôi thì bà con cần tiến hành làm chuồng. Như nhà tôi đây đã đúc kết lại, chuồng nuôi là cao 80 phân, rộng 80 và dài 80. Dưới đáy sàn chuồng nhà tôi làm bằng lưới B30 để cho tránh tình trạng khi chồn sinh con bị lọt con. Về vấn đề nước uống của chồn, bà con không thể lơ là được. Nếu như bà con cho uống bằng bát như thế này lâu ngày thì sẽ là bát đóng cặn hoặc có rêu nhớt hoặc là nước ôi thiu. Chồn uống phải sẽ có mắc những bệnh như tiêu chảy. Nếu như nhà tôi đây, tôi đúc kết lại, làm vòi nước tự động. Nhà tôi làm vòi nước tự động để cho chồn uống. Sẽ là rất hợp vệ sinh cho chồn khi chồn ngậm vào bú. Như chuồng nhà tôi đây, chân làm cao 40 phân để cho tiện việc vệ sinh chuồng trại. Ngoài ra, bà con làm cánh cửa cho chồn. Bà con không cần làm cửa ở trên nóc. Rất khó về việc là cho chồn ăn uống, rất phức tạp. Như nhà tôi đây làm cửa là rộng 40 phân, khóa bán nguyệt, tự sập vào để tránh tình trạng khi bà con quên không đóng cửa. Như nhà tôi đây làm cái bát đục lỗ cài vào đây để cho chồn khỏi lúc ăn khỏi bị lật đổ. Đó là những yếu tố rất đơn giản nhưng bà con không thể lơ là được. Vừa rồi anh Quý đã chia sẻ cho bà con
cách chăm sóc và chăn nuôi chồn mốc sinh sản hiệu quả. Bà con nào còn thắc mắc có thể liên hệ với anh Quý hoặc đến trực tiếp trang trại anh Quý sẽ tư vấn và giải đáp thắc mắc cho bà con. Ngoài ra trang trại anh Quý cũng có đầy đủ trang thiết bị để bà con ở lại học tập và chăn nuôi, giúp bà con có kiến thức nhất định trước khi bắt tay vào chăn nuôi con chồn mốc này. Khi xuất giống cho bà con, trang trại anh Quý cũng có đầy đủ giấy tờ pháp lý cũng như hợp đồng bảo hành và bao tiêu cho bà con lên đến 15 năm. Kênh xin chúc bà con chăn nuôi thành công. Khi bà con ở xa đến, trại tôi có chỗ ăn, chỗ ngủ cho bà con để tiện việc bà con học hỏi, kinh nghiệm, chăm sóc chồn và bà con có thể trực tiếp chăm sóc chồn. Như trại tôi đây, khi bà con bắt giống, có những giấy tờ bảo hành con giống lên đến 3 năm và hợp đồng bao tiêu cho bà con lên đến 10 năm. Có giấy tờ nguồn gốc cho bà con để bà con về chăn nuôi yên tâm.